Chiều 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai phát đi văn bản công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã Sapa. Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, bão Yagi, từ đêm ngày 7 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, trên địa bàn thị xã Sapa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 7 đến 8 giờ ngày 9 tháng 9 khá lớn, Mường Hoa 220,6 mm, Hoàng Liên 207,6 mm, Bản Khoan 169,8 mm, Thủy Điện Xéo Chon Hồ 133,8 mm, Ngũ Chi Sơn 116,8 mm, Bản Hồ 103,4 mm. Ngoài ra, hiện nay, lũ trên các suối trên địa thị xã Sapa đang lên nhanh. Thiên tai đã làm 6 người chết, 15 người bị thương do sạt lở, 35 nhà ở bị thiệt hại, nhiều vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở, một số công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng trên 82.000 triệu đồng. Do đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch và các biện pháp phù hợp ứng phó. Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống thiên tai tại công trường, kiểm tra hồ đập, vận hành hồ chứa, xả lũ đúng quy trình, huy động mọi nguồn lực để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.